ca phẫu thuật của sĩ không được suôn sẻ. Sức khỏe của bệnh nhân hiện đang xấu đi, nên người nhà định đưa đơn kiện. Tuy bề ngoài nó vẫn nói cười như không có chuyện gì, nhưng thật ra nó buồn lắm. Em ráng động viên nó nha. Đúng rồi hả, mạnh lên xíu nè anh. Chỗ này hả? Ừ đúng rồi, đã quá. Trời ơi, sao tiện em đi tập luyện quá sức như vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng chỗ đấy rồi đó. Mạnh lên, mạnh lên. Trời ơi, chỗ này bầm hết trơn luôn rồi nè. Hư quá. Mạnh lên. Đã quá. Anh Quốc đúng là hoàng tử trong mộng của Mai luôn á. Trời, hoàng tử gì? Thấy giống như người hầu á, còn Mai là công chúa á. Người hầu có giá của người hầu chứ bộ. Ừ, người hầu cũng được. Hai mốt mấy người có người yêu đi rồi biết ha. Đúng rồi đó, chờ mong coi mốt anh Julian có người yêu làm sao đấy ta. Trời đất ơi, gì vậy? Ủa, gì vậy My? Không cần nhìn em cũng biết, tin nhắn bao nợ ngân hàng chứ vậy. Chán ghê. Nghe mà còn gặp cái eo nữa chứ. Đã vậy còn sắp sinh nhật của anh sĩ nữa. Ôi tội nghiệp không? Thôi, được rồi, bây giờ có cần anh cho mượn tiền không? Anh đừng lừa em á nha. Sao mà lừa được em? Này chuyện nghiêm túc, phải giúp đỡ đàng hoàng. Dạ, cần. Ừ, 2 tuần nha. 2 tuần hả anh? Ừ, 2 tuần có tiền. Thế không? 2 tuần sau khi anh cưới á, là khoảng 5 năm nữa. Cộng thêm 2 tuần là có tiền. Anh này, mất đó giờ thôi, làm người ta mừng hụt à. Bởi vậy cái tính anh dễ gì cho người ta mượn. Tại không có tiền thôi, có cho mượn rồi. Làm phó giám đốc là mang cái chữ gì vậy con? Hả? Biết vậy ba kêu mấy thằng khờ nó vô đây, nó còn nó làm phó giám đốc, ba đỡ tức khờ. Ba không phải vậy đâu ba. Thôi thôi thôi, đi ra ngoài, đi ra ngoài giùm tôi cái. Ba, nhưng mà không có nhân gì hết, trời ơi khổ quá mà tôi ra ngoài. Bây giờ ba bình tĩnh, ba nghe con nói đi, sự việc không phải. Bình tĩnh, con ra ngoài thì ba mới bình tĩnh được, hiểu chưa? Ba nghe con nói đi, một lần đi. Đi ra ngoài. Dạ. Liệu Xin lỗi. Nè, ông làm cái gì vậy hả? Ông làm vậy với con rể là hơi quá đáng đó. Bà ngạc nhiên lắm hả? Ừ, lần đầu tôi mới thấy ông giận dữ như vậy. Đúng là có bất ngờ thật. Chứ cái thằng này nó cứ chọc tức tôi hoài. Ông bà xưa có câu, dâu là con, rể là khách. Vì vậy, dù có giận dữ cách mấy, ông cũng nên đối xử với con rể tốt một chút. À, để tôi ráng thử coi sao. Chứ cái thằng này nó có cái năng khiếu, nó chọc điên tôi. Nhưng mà ngày mai sinh nhật, sinh nhật thì phải ăn ở nhà chứ. Nè, em nói cái gì? Bận gì thì bận, không lẽ bận tới nỗi không có thời gian ăn cơm hả? Nè, chị nói rồi đấy nha, em lo sắp xếp công việc đi đó. Thằng thiệt tình luôn. Cô ơi, bộ ngày mai là sinh nhật chú sĩ hả cô? Ừ, nè, chắc là mình sẽ đãi tiệc ở nhà đó. Cô. Ủa, là con hả? Ba Hân kêu con tới chở cô về. Thôi, để cô đón taxi về được rồi. Đâu có được, ba nói là nhất định là phải đưa cô về mới được. Cô lên xe đi. Lúc nãy con buồn ba con lắm đúng không? Cô thấy ông ấy cũng quá đáng thiệt đó. Dạ, không phải vậy đâu cô. Chắc tại ba con do công việc căng thẳng quá cho nên mới vậy thôi. Chứ bình thường ba con không có giống vậy đâu. Ba con tốt phước thiệt đó. Sao vậy con? Có được một chàng rể quý như con chứ sao. Con nói quá à, con đâu được vậy đâu. Trưởng khoa kiếm không kìa? Coi bộ căng lắm đó. Ồ, vậy hả? Rồi tôi thấy đâu phải lỗi do ông đâu. Tại gia đình họ khó quá thôi, không sao đâu. Tôi biết rồi. Trời ơi, thấy ông buồn tội quá.
Có khi gia đình người ta kiện cũng nên nữa. Nè, rượu trái cây này ngon lắm, cô uống thử xem. Dạ, cảm ơn cô. Chà, công nhận rượu trái cây này ngon thiệt mẹ vợ ha. Con vừa gọi cô là gì vậy? Dạ thì con gọi cô bằng mẹ. Bộ mẹ không thích vậy hả? Không phải là không thích, chỉ là như vậy có được không? Dạ có gì đâu không được. Thì trước sau gì mình cũng là người một nhà, con gọi bằng mẹ vợ giờ cho nó quen là vừa. À vậy á, vậy cô phải gọi con là gì vậy? Thì dễ có gì đâu, thì mẹ gọi con lại bằng con rể. Con rể à? Dạ, mẹ gọi thử đi. Chị không sao chứ, còn rể. Dạ, con nghe nè mẹ. Nghe sướng gì đâu mẹ ha. Giờ mẹ cũng tới giờ ăn rồi, hay mình ra ngoài ăn nha mẹ. Chưa gì đã kêu mẹ vợ là bị thân thiết lắm vậy. Thấy bình thường mà có sao đâu, trước sau gì người ta cũng là người một nhà mà. Nhưng mà hôm bữa em thấy hả, nói này nói nọ người ta, còn bây giờ thì ngon ngọt, giống như bị quên hết tất cả quá khứ vậy đó. Thật ra chuyện tình cảm rất là khó nói, nhưng mà ông mới là người quên đâu á, không chắc ông là không bao giờ rửa chân đúng không? Cái gì? Ủa? Ê, xin lỗi ông nha. Trời ơi, ông mất cái mền của tôi nè. Đi à. Đi. Ơi. Đi ra giùm tôi cái. Thôi mà. Đi đi. Được rồi. Nè, ông coi cái này đi, phương pháp mới đó. My hả? Vô đi em. Ủa, anh Sĩ đi đâu rồi vậy anh? À, Sĩ mới vừa ra ngoài. À, vậy hả? Vậy thôi, gặp hai anh sau nha. My. Dạ. À, nói chuyện chút xíu nha. Ca phẫu thuật của Sĩ không được suôn sẻ, sức khỏe của bệnh nhân hiện đang xấu đi, nên người nhà định đưa đơn kiện. Tuy bề ngoài nó vẫn nói cười như không có chuyện gì, nhưng thật ra nó buồn lắm. Em ráng động viên nó nha. Khoan đã, đợi tí. Được rồi, cảm ơn. Ui da, phải cẩn thận. Xin lỗi nha. Ủa? Tại vì em gấp quá à, cho nên tung trúng anh. Mà nhờ vậy em mới biết á, vòng ba của anh khủng ghê. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi, anh ăn chưa? Anh ăn sơ sơ rồi. Sơ sơ là bánh mì sandwich nữa đúng không? Em là đoán trúng rồi. Hay quá. Anh hả? Sinh nhật anh sắp tới á, anh muốn em tặng quà gì? Khỏi đi, không cần đâu. Phải tặng chứ. Anh nói được rồi, không cần đâu. Hay là anh chê em nghèo đúng không? Không có tiền mua quà tặng cho anh chứ gì? Em nghèo thiệt mà. Thì nghèo thiệt nhưng mà quà tặng cho người yêu em mua được mà. Được rồi, anh nói là không cần đâu. Nhưng mà em mua được, anh thích cái gì? Em muốn mua đúng không? Ừ. Vậy mua cho anh chiếc mui trần đi. Anh chơi lớn quá vậy. Tiền đâu em đủ mua? Anh nói giỡn thôi. Chỉ cần là bữa đó em đi ăn rồi nói chuyện với anh và làm vui rồi. Vậy có bình thường quá không? Bình thường gì, anh thích vậy đó. Ngồi gần người mình yêu vậy là vui rồi, hạnh phúc rồi. Khi nào ông rảnh á, gọi cho anh nha. Mình đi ăn bất cứ lúc nào. Vậy nha.